Làm ơn lên giùm đi, đâu mà trốn hoài vậy? Có không? Luôn. Rồi bưng lên luôn, bưng lên luôn. Cái tóc đẹp trai quá anh ơi. Rồi. I'm
Cảm ơn chị cho lần chúc mừng bạn người may mắn. Cảm ơn các chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ chị tên gì ạ? Bởi vì sẽ giảm bớt đi gánh nặng lo toan trong việc điều trị bệnh của mình, và đó cũng sẽ là một cái liều thuốc vô cùng quý giá để giúp cho các bệnh nhân có thêm niềm tin vào cuộc sống, lành bệnh để về với gia đình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình nghệ thuật của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp Bích Thảo, người đến từ bệnh viện quân khu 9 đúng không ạ? Phải không ạ? Quân khu 7. Chồng mày đâu? Đồng đội của mày đâu? Chỉ lắc đầu, tôi không biết.